dầm mưa dài nắng, đổi lấy chén cơm thơm ngọt như xưa. Có thể diện tích xây dựng là 155 triệu do nhóm từ thiện Minh Nguyệt đến từ thành phố Hồ Chí Minh vận động tài trợ. Hôm nay được sự thống nhất của nhà tài trợ Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh Sóc Trăng, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam huyện Quần Đề, Đảng ủy, Ủy ban dân xã Tài Văn tổ chức lễ khánh thành cầu số 8 ấp Tài Công, xã Tài Văn. Đó là lý do của buổi lễ hôm nay. Đề nghị chúng ta nhiệt liệt hoan nghênh. Quý thưa quý lãnh đạo, quý đại biểu, quý bà con, để có được công trình cầu giao thông nông thôn giúp cho bà con nhân dân thuận tiện trong việc lưu thông hàng hóa và đi lại của các em học sinh tại địa phương, và là không thể thiếu sự hỗ trợ của đơn vị tài trợ. Sau đây xin trân trọng kính mời chị Nguyễn Thị Minh Nguyệt, đại diện nhóm từ thiện Minh Nguyệt thành phố Hồ Chí Minh, nhà tài trợ xây dựng công trình cầu, có đôi lời phát biểu. Xin trân trọng kính mời chị. Kính thưa lãnh đạo địa phương ấp Tài Công, xã Tài Văn, huyện Trần Đề, kính thưa ban chấp hành tỉnh đoàn huyện tỉnh Sóc Trăng cùng bà con nhân dân, các em học sinh thân mến, thay mặt hội từ thiện Minh Nguyệt, chúng tôi xin được bày tỏ lời cảm ơn chân thành về sự hiện diện của mọi người trong buổi lễ khánh thành cầu hôm nay. Hơn 15 năm hoạt động từ thiện, nhóm Minh Nguyệt chúng tôi đã xuôi ngược khắp các miền Đông, miền Tây đến những vùng sâu xa hơi còn nhiều khó khăn để tắt những nhịp cầu nhân ái. Đây là lần đầu tiên hội chúng tôi đến Sóc Trăng, trước tiên khánh thành hai cây cầu nhân ái thứ 7 và thứ 8 tại ấp mình. Qua sự giới thiệu của anh Lộc, chị Hoa, anh Tài và các bạn thanh niên trong tỉnh đoàn và sự hướng dẫn tận tình chú đáo đã giúp chúng tôi về đây khảo sát. Với sự tận tình của các anh chị em trong đoàn, hội từ thiện Minh Nguyệt chúng tôi đã vượt hơn 300 cây số trong một ngày đầy mưa gió về nơi đây, vô cùng xúc động trước hình ảnh bà con cùng các em qua sông với cây cầu sắp sập. Nhóm Minh Nguyệt chúng tôi đã về kêu gọi tài trợ, quyết định đồng thổ xây cầu vào ngày 1 tháng 12 năm 2018. Cảm ơn sự quan tâm của chính quyền địa phương, cảm ơn bà con ở hai cầu đã hỗ trợ điều kiện ăn ở cho anh em công nhân. Nhờ vậy, anh Cường, nhà thầu thi công và anh em công nhân đã hoàn thành vượt tiến độ xây dựng cây cầu bê tông cốt thép dài 25m, chiều ngang 2m, tổng kinh phí 125 triệu đồng. Chúng tôi phấn khởi vui mừng có mặt hôm nay bàn giao cho bà con đúng vào dịp Tết Nguyên Đán. Đây là món quà nhỏ do duyên lành đầu xuân, hòa chung niềm vui của không khí mùa xuân quê hương mình, đồng thời cùng trao tặng cho các em 10 chiếc xe đạp cho học sinh giỏi nghèo và 65 phần quà cho các em học sinh có mặt nơi đây, góp phần thuận lợi cho việc đi lại trong sinh hoạt hàng ngày của bà con, giúp các em học sinh nơi đây an toàn đến trường vào mùa mưa bão lớn. Cảm ơn anh Châu Đại Kim, Canada đã cùng với nhóm từ thiện Minh Nguyệt chúng tôi đã đóng góp xây dựng cây cầu này. Cảm ơn các vị lãnh đạo ấp xã, các bạn tỉnh đoàn Sóc Trăng đã đồng hành cùng nhau chia sẻ khó khăn vất vả cùng bà con nơi đây. Nhân dịp Tết đến, kính chúc mọi người có nhiều sức khỏe, an lành, năm mới may mắn, cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn. Chúc các em học sinh chăm ngoan học giỏi, vươn lên để đạt được thành tích tốt. Sau buổi lễ khánh thành lưu thông ngày hôm nay, nhóm Minh Nguyệt chúng tôi lại tiếp tục lên đường khảo sát hai cây cầu tiếp theo. Và vào tháng 5 năm 2019, nhóm từ thiện Minh Nguyệt chúng tôi sẽ tiếp tục tài trợ tiếp hai cây cầu ở Mỹ Xuyên. Và quỹ từ thiện Minh Nguyệt chúng tôi mong nhận được sự đồng hành giúp sức của các nhà hảo tâm, các mạnh thường quân trong và ngoài nước để tiếp tục xây dựng những cây cầu bê tông cốt thép tiếp tục trong tương lai. Xin trân trọng cảm ơn. 1, 2, 3 cứ mặc gì đây nha. 2, 3 lên. Còn xong đại biểu mình để kéo lên đây chỗ tay cái nha. Người dân quê tôi sống trong đã bao đời dầm mưa dài nắng, đổi lấy chén cơm thơm ngọt như sữa mẹ mắt ngọt đời con. Sống quê tôi đổ về ba ngã, cây trái ngọt uống dòng phù sa. Đường qua trường khánh có người bạn qua, tua chế tua hiu ta lư thiền. Về đại tâm thăm người bạn Khmer, nghe hát dù kê và điệu sơ bãi bòn tàu na bòn tàu na bòn ơi.
Sóc Trăng lụy tre làng hàng giữa rợp bông. Dù đi bốn biển năm châu. Nhóm từ thiện Minh Nguyệt xin cảm ơn các mạnh thường quân, các bạn Phật tử gần xa đã đồng hành cùng nhóm, đem lại niềm vui cho bà con và các em học sinh tại đây. Chúc quý vị thật nhiều sức khỏe, cuộc sống luôn gặp nhiều may mắn, gia đình luôn hạnh phúc. Và chúng tôi lại lên đường tới những nơi vùng xa xôi khác, mang yêu thương đến với yêu thương, để rồi hành trình trao gửi yêu thương cùng Minh Nguyệt cũng cứ thế kéo dài ra mãi.